Thưa quý vị, các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long phải chủ động trong chuyển đổi mùa vụ và bảo đảm nước sinh hoạt cho người dân. Đây là yêu cầu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc làm việc với lãnh đạo các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long về chủ động ứng phó với nguy cơ hạn mặn, xâm nhập mặn trong mùa khô sẽ bắt đầu từ tháng 12 năm 2020 đến tháng 4 năm 2021. Trong 4 tháng đầu năm nay, lần đầu tiên trong lịch sử, nước với độ mặn 1,6mg trong 1 lít từ sông Tiền và sông Hàm Luông đã xâm nhập hơn 5km vào hệ thống kênh rạch của xã Hiệp Đức, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, khiến cho hơn 3.000 trong hơn 10.000 hecta trồng sầu riêng của huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang bị thiệt hại khoảng 3.500 tỷ đồng. Vào tháng 9 năm ngoái, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và chính quyền 13 tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long đã chủ động triển khai các biện pháp ứng phó hạn và xâm nhập mặn. Vì thế, mặc dù hạn hán kéo dài và khốc liệt hơn so với năm 2016, nhưng cả vùng vẫn được mùa, nông sản chỉ thiệt hại khoảng 17%, kim ngạch xuất khẩu nông sản vẫn tăng cao, đời sống nhân dân được nâng cao, số người bị thiếu nước sạch cũng chỉ bằng gần một nửa. Một hecta sầu riêng tới mình làm sử dụng trái mùa nghịch vụ, giá cả như là giao ngưỡng từ giá 6 đến 70.000 một ký, thì một cái nhà như vậy là mình tích lũy trong 3 năm là mình sẽ xây dựng được một cái nhà như thế này. Nước sông Tiền đang lên, nước ngọt đang vào, và sắp tới đây chúng ta dự đoán là nước mặn sẽ vào, thì cái việc tích nước rất quan trọng để chuẩn bị cho mùa vụ mới. Tuần trước, Thủ tướng đã ban hành chỉ thị về chủ động ứng phó với hạn hán và xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long với nhiều biện pháp cụ thể. Trong khi đó, 5 cống ngăn mặn ở nhiều tỉnh trong vùng vừa được khánh thành để bảo đảm nước tưới cho 630.000 hecta với 3,5 triệu dân. Hội nghị Mekong Lân Thương vừa rồi có Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường dự. Chúng tôi đã đưa ra được cái nghị quyết là Trung Quốc chia sẻ thông tin với các nước hạ du vùng Mekong, trong đó Việt Nam, về tình trạng ở sông Mekong. Nhưng mà tuy vậy chúng ta thấy rằng là năm nay những tảng băng lớn ở Bắc Cực nó tan ra, làm nước biển dâng lên. Mà cái nước biển dâng lên vẫn là cái cơ sở chính gây thiệt hại của chúng ta. Nhấn mạnh tinh thần cần thực hiện mọi biện pháp để phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu để giữ ổn định đời sống cho người dân, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu trước mắt các bộ phải làm tốt công tác truyền thông đến từng hộ gia đình về nguy cơ hạn hán và xâm nhập mặn trong mùa khô tới để người dân chủ động ứng phó trên tinh thần 4 tại chỗ. Lấy kinh nghiệm từ tỉnh Tiền Giang đã bỏ ra 60 tỷ đồng để mua nước hỗ trợ nông dân trồng cây ăn trái. Thủ tướng yêu cầu các địa phương phải bổ sung ngay các giải pháp trữ nước để bảo đảm không để một người dân nào bị thiếu nước sinh hoạt. Khẳng định chủ trương dù còn khó khăn nhưng ưu tiên cao nhất của Trung ương vẫn là hỗ trợ các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Trung ương sẽ dành khoảng 2 tỷ đô la Mỹ để đầu tư vào các dự án ứng phó với biến đổi khí hậu ở đồng bằng sông Cửu Long trong những năm tới. Trên tinh thần đó, Thủ tướng đồng ý đề xuất của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao các bộ và các tỉnh thành sớm hoàn thiện báo cáo quy hoạch tổng thể phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long sát với tình hình biến đổi khí hậu, đồng thời đưa vào quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh hệ thống cấp nước sinh hoạt, nhất là ở vùng ven biển và vùng bán đảo Cà Mau, để từ đó kịp thời đưa ngay vào danh mục đầu tư công trung hạn những dự án cấp bách.